Hệ thống siêu thị điện máy Topke, một địa chỉ tin cậy chuyên phân phối chính hãng các sản phẩm điện máy của nhiều thương hiệu nổi tiếng Sony, LG, Samsung, Sharp, Panasonic và hơn 100 thương hiệu uy tín khác. Topke hiện sở hữu 5 siêu thị điện máy với mặt bằng rộng hàng nghìn mét vuông, nơi thỏa mãn mọi nhu cầu mua sắm của bạn. Đến với Topke, khách hàng luôn có cơ hội sở hữu những sản phẩm điện máy đời mới với giá cả tốt nhất và chất lượng dịch vụ đỉnh cao. Đặc biệt khi mua hàng qua tổng đài 0432-888-999, 0485-821-888, khách hàng luôn được nhận thêm nhiều ưu đãi về giá và được Topke vận chuyển và lắp đặt sản phẩm tại nhà. Samsung LED 40 inch Smart TV UA40H5500AK, độ phân giải Full HD, hình ảnh sống động sắc nét sẽ là lựa chọn tuyệt vời cho những ai nghiền các chương trình thể thao và giải trí. Samsung Smart TV tích hợp Wi-Fi giúp bạn thỏa sức lướt web. Ngoài ra, Samsung LED 40 inch UA40H5500AK còn được bảo vệ khỏi sự cố điện, sét, độ ẩm, xem phim từ USB, công nghệ âm thanh Dolby Digital Plus sống động. Tủ lạnh Sharp dung tích 165 lít SG168SL, thiết kế nhỏ gọn và tư trang, được trang bị bộ khử mùi kép dạng tổ ong, lọc sạch vi khuẩn, mùi hôi và giữ cho môi trường trong tủ luôn trong lành. Kệ tủ có thể điều chỉnh linh hoạt, giúp cho việc lưu trữ thực phẩm dễ dàng. Tiết kiệm năng lượng, chiếu sáng bền bỉ và siêu tiết kiệm điện với đèn LED. Máy tính bảng Acer Prominent Pad, màn hình LED Blacklight VKS VGA 7 inch, hệ điều hành Android 4.3. Vi xử lý CPU dual core 1.2 GHz, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 8 GB, camera 2 megapixel, 1600 x 1200 pixel. Máy tính sách tay Acer X452CP VX028D, màn hình 14 inch LED, vi xử lý CPU Intel Core i5-3237U, RAM 1GB, bộ nhớ trong 4GB DDR3 1600MHz, ổ cứng 500GB, độ phân giải HD 1366x768. Acer X452CP VX028D với thiết kế cổ điển, trải nghiệm điện toán mượt mà, phù hợp với mọi nhu cầu làm việc và giải trí của người sử dụng. Mùa hè này, gia đình bạn đã có máy xay sinh tố chưa? Máy xay sinh tố đa năng Lionstar GTM629 sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. Với giá niêm yết 610.000 đồng, giá khuyến mại chỉ còn 399.000 đồng. Quả là cơ hội mua sắm thú vị phải không ạ? 399.000 đồng để sở hữu một máy xay với hai cối. Cối to dùng xay sinh tố, cối nhỏ để xay thịt và đồ khô, thật đa năng và tiện ích. Hãy gọi ngay đến số điện thoại 0432-888-999, 0485-821-888 để sở hữu những sản phẩm chất lượng tốt với mức giá không thể tốt hơn.